Chào mừng toàn thể các bạn quay trở lại với kênh của Hoài An Audio nhá. Tiếp tục các video thì ngày hôm nay em lên tiếp tục giới thiệu tất cả các bác một đôi loa của M-Box mà mấy ngày hôm qua các bác cũng đã chốt rất là nhiều rồi, đúng không ạ? Và hiện nay trong kho của em hiện nay bây giờ chỉ còn có hai đôi duy nhất thôi M-Box Bass 25 sử dụng 4 tép nhá, hàng bãi xinh đẹp cực kỳ luôn. Đây cho các bác xem này, hàng bãi rất là đẹp luôn. Đây chạy 4 tép này, chưa 4 tép, Bass 25 4 tép, ok chưa? 1 Bass 25 4 tép, rất là chất lượng luôn. Đây hàng em bao zin màu đẹp nhá. Đây về hình thức loa nó đây, các bác nhìn này, loa M-Box này rất là đẹp luôn. Con loa này công suất 200W, thùng vách rất là đẹp. Đây 200W nhá, em bao chất lượng cho tất cả anh em luôn. Thì đầu tiên vui vẻ đầu video thì các bác vui vẻ cho Hoài An xin nút like nhá. Các bác cho Hoài An xin nút like và các bạn nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh chữ đỏ phía dưới giúp em để các bác cập nhật những cái sản phẩm mới nhất và bên em giảm giá cho tất cả anh em. Với đôi loa ngày hôm nay thì em sẽ còn 3 đôi sẽ giảm giá cực sốc cho các bác nhé, còn 2.750.000 một đôi em bao ship nhá. 2.750.000 một đôi em bao ship. Sẽ 2.750.000 một đôi bao ship nhá. Các bác nào chốt thì nhắn tin qua số điện thoại 0352910099 nhá. Các bác chốt nhắn tin qua số điện thoại 0352910099. Giá là rất tốt cho anh em rồi. 2.750.000 nhá, em bao ship. Hàng em đảm bảo chất lượng đây. Các bác xem côn này. Được chưa? Dòng của nó 24 nhá. Côn em bao zin nhá, côn cánh dán nhá, côn 51 này, rất to luôn. Tiếng bass đánh rất uy lực. Đây, côn 2 tầng này. 5 tầng. Đây, phân tầng của nó làm chéo bên trong nhá. Bông tiêu âm này, bông mút này và bông thủy tinh này. Đây, rất ngứa bông thủy tinh này. Rất ngứa nhá anh em nhá. Đây, bông vàng thủy tinh này. Nó trong này. Và 4 tép này. 4 tép đều 2 từ 500 hết. Và hàng này chất lượng. Thì các bác nào chốt loa nhá, 2.750.000. Và cái ngày duy nhất ngày hôm nay này, em giới thiệu các bác một cấu hình này, em bán combo này. Các bác nhá, combo 6.900.000 ngày hôm nay em sẽ bao ship cho các bác này, một bộ karaoke này nhá. Một bộ karaoke giá cực kỳ sốc và rất rẻ và rất là chất lượng luôn. Chất lượng hay không thì em sẽ giới thiệu chi tiết các bác từng sản phẩm một các bác biết nhá. Chất lượng hay không các bác nghe từng sản phẩm một các bác biết nhá. Đầu tiên là một đôi loa M-Box Bass 25. Các bác đánh tầm phòng 15m2, 20m2 rất ok luôn, hát karaoke nghe nhạc thoải mái luôn. Riêng dòng M-Box này nghe nhạc rất là hay. Rất là hay. M-Box là hàng loa bãi nội địa Trung Quốc rồi anh em nhá. Con này độ nhạy tận 92 dB đấy. 4 tép và 1 Bass 25 nhá. Đây là một đôi loa. Và thứ hai là một con đẩy AA1000 đấy, con đẩy soaking này. Đấy. Công suất của con đẩy này là 500W một kênh. Đấy, rất khủng luôn. Và đây là hàng bãi xịn nhá, con mỏ bãi xịn. Và một con vang số này, các bác nhìn này, vang số DK3.1 này. Vang số DK3.1 này. Em có một con cuối cùng này. Thì đây là combo. Và sẽ các bác mua sản phẩm combo này gồm có một đôi loa Bass 25 của dòng M-Box này, một con đẩy soaking này, một con vang số này, bao tất cả zin, tất cả hoạt động bảo hành cho các bác 6 tháng như với bộ karaoke này. 6.900.000 và tặng kèm các bác một chiếc mic dây trị giá 250.000 đồng. Được chưa ạ? Tiếng rất hay luôn. Thử tiếng mic các bác nghe nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lên thành phố nào nhớ không em, lời chúng mình tìm phút êm đềm. Thành phố nào vừa đi đã mỏi. Lên đấy, con vang số này thì nó cực kỳ hay, echo thì vào chống ngủ rất tốt, có cả lâng tiếng luôn. Thì đây là combo của bộ 6.900.000 em bao ship cho tất cả các anh em. Nên anh em nào chốt một combo bộ này nhá, có một bộ duy nhất thôi, em ghép một bộ duy nhất thôi, thì các bác nhắn tin hoặc qua Zalo số điện thoại 0352910099 nhá. 6.900.000 em bao ship thực sự là một cái mức giá quá phù hợp trong túi tiền tất cả anh em. Và đây là cái giá em đã giảm giá tốt nhất cho tất cả anh em rồi. Combo 1 đô la Bass 25 loa bãi xịn nội địa Trung Quốc mà bốc, và một con đẩy 2 kênh và một con vang số, tặng kèm một chiếc mic và tất cả tặng cho các bác đầy đủ dây rắc phụ kiện, dây loa và dây rắc kết nối đầy đủ không thiếu thứ gì. Chỉ với 6.900.000 thôi cho một bác nào đầu tiên may mắn, các bác nhắn tin hoặc gọi điện cho em đầu tiên. Thực sự là rất là hay luôn. May mắn cho bác nào
nhắn tin gọi điện cho em đầu tiên 6.900.000, combo 6.900.000. Đó là một combo 6.900.000 ngày hôm nay ở Hoài An Audio sẽ giới thiệu tất cả anh em. Và cuối cùng thì sẽ còn 3 đôi loa của Mbox ngày hôm nay. Hoài An Audio sẽ xả tất cả các bác giá 2.750.000 một đôi này nhá. Không còn nhiều đâu các bác, loa rất là chất lượng này, các bác nhìn màng loa nhìn xoài. Quá đẹp luôn. Đấy. Rất là đẹp rồi. Đấy. 4 tép này. 2.750.000 một đôi này, em bao ship nhá. Các bác nào chốt nhanh, chốt cú pháp này. Chốt loa Mbox nhắn tin và gửi qua Zalo số điện thoại cho em 0352910099, 0352910099 nhá. Thực sự rất là chất lượng luôn. Và sáng nay em có ghép một bộ 7.500.000 thì hiện tại giờ đang đóng đi rồi. Đấy, 7.500.000 đã đóng rồi. Thì thực sự với các bác là còn một bộ 6.900.000 thôi. Ghép chất lượng cho các bác này. Này, lừa một đô la Mbox này, một con men hai kênh này, một con vang số này. Rất là hay luôn. Sẽ thử lại tiếng mic cho tất cả các bác nghe nhá. Thử lại tiếng mic cho anh em nghe này. Tiếng cực kỳ hay luôn, em khẳng định luôn nhá. Tiếng cực kỳ hay luôn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Anh đi 1 2. Anh đi. Anh đi 5 6 7 8 9 10. Anh đi 1 2. Anh đi 5 6 7. Anh đi. Ok tất cả anh em nhá, 6.900.000 à. Các bác nào may mắn nhất là các bác chốt nhanh nhất là. Thực sự với một cái mức giá các bác cảm thấy nó quá hợp lý trong tầm túi tiền. Một đôi loa bãi bát 25 Mbox nhá. Đấy, 4 tép. Bao các bác đánh 15 phòng 15 m, 20 m vuông đánh rất là ok luôn. Và một con đẩy hai kênh và một con vang số, tặng kèm một chiếc mic dây và đi kèm của nó là tất cả đều đồ phụ kiện đánh răng. 6.900.000 các bác nào inbox nhanh, nhắn tin gọi nhà nhắn tin qua số điện thoại cho em nhá, 0352 910099. Rồi ok, và các bác đừng quên đi qua thả cho Ngoài Audio xin một like và đăng ký kênh và chọn vào nút chuông tất cả các bác để cập nhật những video mới nhất từ bên em. Ok, thân ái chào tất cả anh em.